Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hoàng Sáng. Thì hôm nay là lên sóng thêm một con quay RS nữa ha. Thì nói chung là con này thì máy móc cũng còn zin anh em ạ, máy móc cũng còn zin ha. Giá mềm 60x3. Con này 11 năm. À, tại sao giá nó lại mềm như thế? Thì con này rất là cái dàn áo của nó là dàn áo sơn lại anh em ha, dàn áo của nó sơn lại. Nó mềm hơn. Với lại cái chất xe của nó thì máy zin thôi, nhưng mà có rất xe ví dụ như phần dàn chân dàn đồ thì cũng có xi dặm này, nó cũng có xi dặm nhẹ này, căm đùng nè, thì trước thì gucci này đó, thì vẫn còn ok đấy. Thì nó sẽ có một vài cái chi tiết nó không có được ok lắm đó, như căm đùng nè, mấy cái này sơn lại đồ đó, nên là nhiều khi anh em mua anh em đòi zin thì nó mất giá trị hơn nữa, nên là nhưng mà nó mới anh em ạ. Sơn lại với anh em nhìn nè, con xe mà sơn lại này, tem mới đồ này, nhìn cái chất nó xe nó đẹp ha. Niềng sau thì nè, niềng sau thì bị lai mất cái niềng sau rồi, lai mất cái niềng sau, đằng trước thì còn nguyên ha, sau thì ấy. Hộp xích cạc te xi dặm này đó, hộp xích cạc te này, lốc đó, 11 năm giá nó mềm anh em, giá nó mềm. Còn anh em nếu mà anh em muốn zin chất hơn nữa thì anh em lấy mấy con 12 năm này đi. Ví dụ con 12 năm 62 này, nó xe của nó liền lạc tất chắn từ trong ra ngoài ha, còn chất xe còn rất là ngon đấy, nó khác biệt hơn một xíu là nó thay đổi nhiều lắm anh em. Đấy, còn ví dụ con này giá mềm hơn thì cái dàn chân dàn áo này sơn lại hết này, tem mới hết này. Đấy anh em thấy không? Đấy, hai nữa là phần bô vọng, bô thì nó cũng không được đẹp lắm. Đấy, bô này thì nó không được đẹp lắm. Nó khác biệt nhiều anh em ha. Đấy, tầm tiền cũng là một con xe RS nhưng mà cái tầm tiền 11 năm nó khác với con 12 năm rất là nhiều. À, con 12 năm thì cái chất nó khác biệt hơn. Anh em thêm một chút xíu tiền nữa thì anh em lấy con 12 năm kia thì nó khác hơn chút xíu. Đấy. Còn mấy con này thì máy vẫn zin anh em. Máy thì máy vẫn là máy zin. Rất là êm và nhẹ. Áo sống con này thì khỏi quay nhiều anh em ha, khỏi nói nhiều, tại vì thực chất là nó sơn lại hết rồi, dàn áo giờ dàn chân rồi, dàn áo này sơn lại hết rồi, tem mới hết rồi, nên là em không quay nhiều ha. Còn em quay chi tiết mấy cái này, ví dụ cam đường liền thì còn gucci này, trước đĩa này, heo dầu này, nó nổ máy cho anh em nghe thế thôi. Con này thì chỉ vậy thôi, cái gì mới thì nó mới ha, cái gì cũ thì nó cũ. Mấy cái già này thì cũ, dàn chóa đèn rồi thì cũ, chỉ có dàn áo mưa là thay mới thôi, sơn lại thôi anh em thấy không? Máy nổ vẫn êm nha, máy nổ vẫn thì thầm lắm nha. Quá rẻ anh em. Anh em liên hệ cái đầu số 0983 533 445 nha, làm việc trực tiếp đến xe máy Hoàng Sáng, làm việc trực tiếp đến xe máy Hoàng Sáng nha. Lốc bên này coi nè, lốc bên này thì cũng có dặm rồi nè, chung là xe có dặm tút anh em ha, đấy gọi là xe có dặm tút đấy. Con này dặm nhiều, dặm cả dàn chân này, cái bựng này cũng có dặm xíu, cái má này cũng có dặm xíu nè. Nói chung là được cục máy zin cho anh em, cục máy zin cho anh em nhé. Còn đâu mọi thứ thì có dặm tốt nhẹ, chung là con xe nó đẹp hơn thôi chứ không vấn đề gì hết nè. Còn để nguyên cũng được thôi, nhưng mà mình chậm lại thì con xe nó sạch hơn, nó đẹp hơn đấy, nó hoàn hảo hơn cho anh em, nên em nhìn nó thích mắt hơn. Đồ đạc còn các thứ đều đầy đủ hết đó. Giá 11 năm còn thương lượng nhé, có trả góp xuất xe luôn, nên là anh em thiện chí thì anh em cứ gọi, anh em gọi cái đầu số 0983 533 445 để làm việc trực tiếp đến cửa hàng nha. RS rồi, vậy nha anh em cũng kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm đây. Hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo nhé.